đà hình từ ngày từ tiếng bình thường ha. Thì tư thế bệnh nhân thì cũng tư thế nằm ngửa, như vậy đường cắt thì cũng là cắt dọc hoặc ngang dùng hạ vị. Thì đầu dò thì Covet 3.5. Thì chuẩn bị thì bệnh nhân phải có nước tiểu mới xem được tiền đường tiếng. Thì hình ảnh cái tiền đường tiếng bình thường là gì? Nó là hình tam giác. Kích thước là bề ngang là từ 25 tới 30. Cao là 30 tới 35. Trước sau là 25 tới 30. Trọng lượng là dao động khoảng 15 tới 20 gram. Còn riêng về siêu âm thì là sẽ tính thể tích chứ không có tính là trọng lượng. Thể tích là bình thường là dưới 30 kg. Nhớ chưa? Khi thi đó, dừng thi cho ra thi cái mấy chị toàn là đánh 15 tới 20 thôi. Cái ra làm sao tôi nói là tính, là người ta tính thể tích chứ không tính trọng lượng. Biết là mấy anh chị nó không có đi học thi thì nó cho, tại vì khi mình làm lâm sàng là không có tính cái trọng lượng được, tính thể tích. Thì thể tích đó là trên 30 thì là to, tìm được tiếng to, hay còn dưới 30 thì là bình thường. Còn hồi xưa đó, lúc trước cách đây mấy năm đó thì dùng từ là phi đại tiền được tiếng, anh chị nghe từ đó nhiều không? Siêu âm u sơ tiền được tiếng, thì bây giờ là bỏ hai cái từ đó, chỉ có tiền được tiếng to hoặc nhỏ thôi, chứ không có vụ mà tiền được tiếng là phi đại hoặc là u sơ. Hồi xưa đó thì tính đó, trên siêu âm là thể tích tiền được tiếng từ 25 tới 30 thì gọi là phi đại tiền được tiếng, trên 30 thì gọi là u sơ tiền được tiếng. Thì cái đó là sai lầm. Tại thật sự á, nhiều trường hợp u sơ hoặc là u ác luôn kìa, mà tiền liệt tiếng nó vẫn là dưới 30. Đó. Chỉ u sơ hay không, u lành u ác không là chỉ là giải phẫu bệnh sinh thiết cho mới biết. Rồi đó thì cái bây giờ nó mới thống nhất lại là chỉ có là tiền liệt tiếng to hoặc là không to thôi. Nha. Tại nhiều khi là u ác của tiền đường tiếng, tiền tiếng rất là nhỏ chứ đâu có lớn đâu. Còn nhiều khi lớn là cũng đâu phải là u ác tính, mà cũng không phải u sơ nữa, nhưng nó viêm thì sao, viêm tiền đường tiếng. Nên cái từ ngữ thì mình dùng nó sau này là không cần dùng cái từ là rất là ít cái từ phi đại tiền đường tiếng với u sơ tiền đường tiếng, mình thống nhất lại ha. Sau này mình chỉ về làm thì trả lời tiền đường tiếng to hoặc không to thôi. Còn cái niệu đạo tiền đình tiếng thì nó là gì? Nó có dạng một đường ấy của kéo đi ở giữa trung tâm tiền đình tiếng. Rồi trong tiền đình tiếng thì sẽ thấy gì? Nè, cái từ phi đại nữa nè, đó là không đúng như vậy ha. Thì khi mà mấy anh chị làm siêu âm thấy cái chiều cao của tiền đình tiếng, nghi ngờ to, mình đo cái chiều cao nó trên 40 mấy anh chị hết thôi. Thường trên 40 xong mình đo đó là đo chiều cao, chiều dọc với chiếc sau nữa thì nó ra thể tích thì thường thường trên 40 mấy chị hết rồi ha. Thì cái đó thì thường nếu mà cái tiền đường tiếng bình thường mà to đó, to mà to bình thường thì cái gì, bờ nó đều, cấu trúc đồng dạng. Còn thường gặp nhất là gì, nốt dồi quá. Nếu mà nam á, mà trên 50 tuổi thì gặp nhiều nhất. Tiền đường tiếng thường có những cái nó quá là eo dày, nó có bốc lưng luôn. Thì nó có thể một thùy hoặc là hai thùy, nó nhô hẳn vào lòng bàng quang. Thường người ta dùng từ là gì, tiền đường tiếng nội cổ bàng quang, nó nhô vào trong lòng bàng quang luôn. Còn nghe gợi về đã tôi nói là thể tích bàng quang ha. Sau khi bệnh nhân tiểu thể tích tiểu còn lại. Cái nút vôi quá này đó, tại vì mình kêu nút vôi thôi, chứ thật sự khi mà mổ cắt cái tiền đường tiếng ra, nó không phải nút vôi, mà cái dạng nó sệt sệt như sữa vậy, nó không phải là viên sỏi. Mà trên hình ảnh siêu âm mình thấy là echo dày, nó có bốn lưng rồi, nhưng thật sự nó nằm trong tiền đường tiếng mà tôi chừng hồi cắt đốt ấy, thì ra là nó chảy ra là sệt sệt như là nhãn
nước chứ không phải là cái dạng đặc. Thì đó, cái nút voi này nó thường nó thì mấy chị ghi cũng được, không ghi cũng không sao. Cái nút voi này thì không ảnh hưởng nhiều. Đây cái thường tiếng ha, nó nhô vào lòng bàng quang ha, có thể là một thì hoặc hai thì đây, nó nhô hẳn vô luôn. Đây đổi lên cái này là thể tích nó 90 thì là to lắm. Còn nếu mà mấy anh chị thấy ha, cái hình ảnh mà từ tiếng gì ha, nó vô gì mà mấy anh chị thấy nó có hình chữ V, cái khoảng giữa này là mất, là cái những trường hợp đó mấy anh chị hỏi là người ta đã cắt rồi, nó có cắt đốt từ tiếng ha, nó hình chữ V. Thường đó là từ tiếng to, người ta không phải cắt hết cái từ tiếng mà người ta chỉ cắt đốt ngay cái cổ của nó thôi, cái cổ từ tiếng này cắt nó sẽ thành hình chữ V chỗ này, này khuyết vô thì để cho bệnh nhân người ta đi tiểu là được. Những cái hình ảnh từ tiếng nghiêng ca từ tiếng thì siêu âm qua ngã bụng thì mình chỉ nghi ngờ thôi các anh chị, chứ mình không có chẩn đoán xác định được. Ca từ tiếng xác định chẩn đoán chính xác nhất là vẫn là gì, sinh thiết giảm bệnh. Những cái dấu hiệu mà này kia chỉ hướng tới thôi, muốn xác định người ta ca từ tiếng không là phải có kết quả giảm bệnh. Thì khi mà mình làm qua ngã bụng thì mình nghi ngờ là thấy gì, tìm được tiếng to mà nó to không đồng đều cái gì, có thể nó to một thì thôi, to một bên rồi bên kia nó biết vô ha. Cái vỏ bao cũng đó, mấy chị thấy nó mất liên tục, nó bị phá vỡ, thấy có dấu xâm lấn, xâm lấn ra bên ngoài ha, kêu vô. Thường thì nó tổn thương khu trú ở một thì, còn mấy anh chị mà thấy cái tổn thương mà nó nằm ngay cái trung tâm của tiền liệt tuyến đó, thấy có thể thấy một cái echo dày hoặc cái echo kém đẹp đó, thường thường đó, nó là u lành, hay xưa là cái u sơ. Thường ca tiền liệt tuyến là nó u, là nó nằm ở vùng ngoại vi, nó nằm vùng vỏ bao. Mấy anh chị thấy đó, cái vỏ bao nó mất liên tục mà nó nằm ở vùng ngoại vi đó, là hầu như trùng từ hầu như là ca. Nên ca từ được tiếng, tại sao người ta phải dựa vào xong qua ngay thực trạng? Nếu nghi ngờ thì cho đi thử beta, beta cao xong phối hợp làm từ được tiếng xong qua ngay thực trạng, thì lúc đó đó thấy cái tổn thương xong bấm sinh thiết ngay vị trí đó, thì bắt đầu là có kết quả giải phẫu bệnh thì mới là chẩn đoán chính xác. Còn riêng nước ngoài hiện giờ đó thì những nam mà trên 50 tuổi thì người ta đi tầm soát kìa, trung Mỹ là người ta vẫn là siêu âm qua ngay tiết dạ, người ta sinh thiết cái tiền tiết bình thường để xem phải có là nghi ngờ cả tiền tiết hay không, chứ phải như ở Việt Nam mình là khi thấy to thấy là kia xong đi làm. Thường thì cái những cái vị trí cái tổn thương á là nó nằm ở vùng ngoại vi hoặc cái vùng chuyển tiếp giữa cái thì giữa cái hai cái thì bên nó nằm một xe đi ở ngoài, đa số ca từ tiếng. Tại vì siêu âm mà qua ngã thì chàng thì mới thấy, mấy anh chị mới thấy được là nó xâm lấn gì. Thường nó xâm lấn vào ống dẫn tinh, nên nhiều khi á bệnh nhân mà đi khám vì lý do là xuất tinh ra máu hoặc này kia đó, thì xuất tinh ra máu nó cũng có nhiều nguyên nhân nữa, có thể là do cái nang gì, nang ống dẫn tinh rồi nữa, nhiều cái đó là đi sông nữa rồi ha, đó, nói cho mấy anh chị biết. Thì người ta dựa vào đó đó thì bắt đầu mới xuất ông ngay tiết chèn. Tại vì hiện giờ đó là từ hồi trước Tết tới giờ, sau Tết chứ trước Tết thì ở khoa vẫn còn làm cái siêu âm qua ngay trực tràng này từ đầu tiếng là làm hàng tuần trên lầu năm, cố định ngày thứ tư, mà bây giờ là giao luôn cho lầu năm làm rồi. Như này giờ là không còn người đi nữa. Hồi xưa là tôi làm cái siêu âm qua ngay trực tràng này cũng phải trên 10 năm làm với giáo sư Sinh, rồi sau này mới giao cho anh Toàn, rồi sau này mới giao thêm cho anh Luận. Chứ mấy bác sĩ nữ thì không ai đi hết, sao thì không còn ai đi, giao cho lầu năm
mới giao cho đầu năm chưa được nửa năm mới lên á, đưa cái đầu dò chực chàng mẹ tới lưu gãy đầu dò luôn, cái gãy đầu dò luôn là cái chó tôi nó không biết đầu năm chết nó nại kiểu gì, tôi đưa vô hậu môn của ta nó nại nó gãy đầu dò luôn, bây giờ ngưng làm luôn rồi. Cái đầu dò ở máy với này có đó, ở sim một có cái đầu dò lắm chị, cái đầu dò vậy mà nó nại gãy luôn, gãy cái đầu dò luôn á, nó kinh hoàng á. Thì nếu mà còn á thì mấy khóa trước á thì mấy anh em có lên xem cho biết, thì sư ông qua cái chàng thì sẽ thấy được gì, thấy được từng tiếng này ha, rất là rõ, coi được gì là được hai túi tinh đó, ống dẫn tinh luôn nè, thì sẽ xem thêm được một phần nữa. Liệu là bị viêm có cái liệu không? Người đạo ghi mà ông xem cái gì không? Cái gì xem? Sẽ không được. Chỉ có siêu âm, ở đây có siêu âm đó mà lâu lâu hiếm, là siêu âm dương vật, là trường hợp là đa số là bị cắt, bị đánh ghen á, bị đa số là cắt xong rồi vô trong bệnh viện, thì khi mà nói dương vật lại đó là xuống làm, khi mà nói lại á thì xuống là hầu như là ở bệnh viện này đó, cái người nói dương vật là bác sĩ Vũ ngoại hiệu, và cái người mà để theo dõi đánh giá đó là chỉ có tôi cả khoa thôi. Siêu âm thế này á, tại mấy anh chị nói tới đó tôi nói luôn, thì siêu âm đó là để chỉ đánh giá cái sự là tưới máu khi mà nối lại để cái dương vật nó còn sống được hay không, dùng từ á, hoặc là mấy trường hợp là bị gãy dương vật ha, rồi dị vật, rồi sau này nó còn bơm silicon nữa, thấy cái ra tôi làm cũng phải mười mấy ca bơm silicon, nó bơm silicon vô dương vật đó, tôi về tôi ám ảnh luôn ha, tôi nói nó tự bơm chứ không phải là đi thẩm mỹ vậy, mua silicon thì nó bơm rồi vô xong rồi tới chừng cắt cái ra, nhưng mà cắt khỏi cần gây tê mà bệnh nhân nó không biết đau nữa, mà bệnh nhân biết đau đó thì cái còn cái dương vật đó là còn sống, còn mà nó không đau nữa là rồi xong rồi cái dương vật, không biết nó chơi cách gì mà nó dám mua silicon nó bơm, nó ra là cái hình dáng là nhìn không thấy cái lỗ tiểu luôn, nhìn thấy không ra hình dạng gì luôn. Nên sẵn anh chị hỏi thì tôi nói luôn, tại ở đây có ra những người gãy thì nhiều, những chợ gãy thì nhiều, thì gãy thì siêu âm mình sẽ làm cái coi nó gãy cái chỗ đoạn nào, một phần ba dưới, một phần ba trên, một giữa đó, gãy nó có xâm lấn thể hang rồi hay không đằng kia, thì để cho phẫu thuật viên người ta làm, tại ở khoa ít ai chịu làm đó nữa. Cũng có một số người làm mà vậy, còn ở đây đó mà để dương vật mà để nói lại đó thì có bác sĩ Vũ ở đầu năm, bây giờ bữa anh về hưu nữa không biết ai nói đó. Ông đó là chuyên làm đẹp á, mấy trường hợp mà bệnh nhân đi xuất cảnh đó mà vô khám sức khỏe xong nó bị đẩy về đây làm đó, thì nó gắn đồ vô tùm lum đó, đủ kiểu á, tôi nói là thôi chỉ nghe không mà tôi là chứng kiến tôi thấy luôn á. Cái gì nữ trưởng nam ấy không, còn nữ chứ thành nam là nhiều không gài vô đây, rồi bệnh nhân á là nữ mà nhìn chung á bên ngoài là nữ hoàn toàn rất là đẹp, không không tôi dùng từ là nó chưa có đi, người ta không biết người ta là nam, ở đây là tôi làm 5 trường hợp rồi mà nó như là di truyền á, là xảy ra trong gia đình không, là người chị phát hiện bị ung thư và bị di căn chứ mà không biết là di căn từ đâu, vô đây tôi kiểm tra đó là nữ, mà nữ tôi nói cái cô này là cũng khoảng 25-26 tuổi, cái bằng nữ hoàn toàn ngực rồi nó kia bộ phận dưới bộ phận sinh dục vẫn là nữ, tôi nói dùng từ ha, mà siêu âm vô có tinh hoàng, hai tinh hoàng rõ luôn, thì ca tinh hoàng với di căn chết, thử ADN thử nhiễm chất thể là đó là nợ mang, mấy chị thấy khó không? Xong rồi bắt đầu là người em gái mới vô kiểm tra bị vậy luôn, mà người em gái thì xong không sao là cắt ra, còn cái trường hợp kế đó nữa là cái cô này là dược sĩ ở Cần Thơ lấy chồng rồi
đi khám gì lý do quan hệ đau, mới đi khám lên siêu âm, tôi siêu âm cũng thấy tinh hoàng. Ủa chón không lấy chồng rồi luôn á, mà dược sĩ đại học á. Rồi tôi nói, rồi đó giờ em có kinh không, tại vì nó không có tự cung hoàng phụ anh chị, mà bên ngoài là nữ hoàn toàn, mà nữ đẹp đúng mấy cô đẹp. Rồi xong hỏi sao đi khám, nó nói tại vì mỗi lần quan hệ đau quá mà không có con nữa, nó nói sao kỳ, không có con mới đi khám sạn, sao đi lên đây kiểm tra cái này nó hơi kỳ quá. Mình thấy xong về khai ra xong thêm một người dì ruột của cái cô đó đó là cũng có chồng là không có con, đi lên y vậy luôn. Thì cái đó là có ý tứ gì chuyện thử những cái thể cái là nam hết. Thế lần tôi nói với anh chị đó là về thì cái vấn đề đó cũng rồi một vận động viên ở Kiên Giang là cô đó là nữ, chứ thật sự là nam nên kỳ đó mà giải đường kinh gì đó, cô đó là cũng là nam á, chứ thật sự bên ngoài là nữ, nữ hoàn toàn. Mấy người đó đi chuyển giới thì rất là lẹ, cái đó là khỏi cần chuyển giới luôn đó, tại vì người ta bên ngoài là người ta nữ hoàn toàn, họ tên là nữ hết, thì người ta chỉ có tinh hoàng thôi, đó cũng khổ vậy. Còn trường hợp nam rõ ràng là nam luôn, đi lên đó cái đó là trưng cầu giám định đó, thì có dương vật mà trong thì có tử cung hoàng phụ. Bây giờ sao tôi cũng đâu dám kết luận đó là nam hay nữ đâu, tôi chỉ nói bây giờ khổ không, cái đó công an chỉ cầu tại vì phạm tội hiếp dâm. Thằng này á, nó nói là tôi là bê đê, mà công an thì bắt nó hiếp dâm thì công an mới vô trưng cầu giám định, cái đó công an giam giữ nó đang ở tù á, đang bị giam á, thì vô đây tôi nói đó, bây giờ tôi không có trả lời được là cái trường hợp này nam hay nữ, mà tôi trả lời là này nó có dương vật là dương vật có, và nó có thêm tử cung hoàng phụ thì nó không thuộc về giới tính nào, thì muốn nó là đi thử những cái thể. Nhưng sao nữa bây giờ nói nó ra lúc mà nó nữ rồi nó nam sao biết được, mà bên ngoài nó là hoàn toàn là nam. Như vậy không có tinh hoàng, nếu ở có quần chứng có tử cung mà hai cái tinh hoàng đó đó nó vẫn nhìn bên ngoài là giống như tinh hoàng đó, nó là có hai cơ quan sinh dục chứ thầy, thì nó có thêm một cái lỗ tiểu nữa, cái là cái dương vật là cái kia xong rồi dưới đó là nó có một cái lỗ tiểu riêng, thì nếu cái đó cơ thể người phụ nữ đó là hai cái môi lớn là giống như là cái tinh hoàng, mà cái quan trọng nó có tử cung hoàng phụ làm sao, mà bên ngoài sanh ra là từ nhỏ tới lớn là gia đình nó trai nó lớn lên mà nó phạm tội hiếp dâm nữa mới ghê không, hiếp dâm phải cười con em nó đi trên cầu rồi khi mà bắt vô nó là bị đê, nó là nữ, tại vì nó là hàng tháng nó vẫn có kinh. Có thì có ông nhỏ ở dưới đó đó, đó nó khổ không. Cái chuyện đó thì thôi, nó có nhiều vụ là xảy ra tự nhiên nó kể vui thế, vậy. Cái dương vật đó thì nó cũng cái này thôi, thấy dương vật thì có gà, mà dương vật thì có nam mà nó rồi đó, rồi mà còn cái vụ mà chuyển giới tính sau này mấy chị cũng gặp nhiều ra đây á, là bây giờ chuyển giới tính nhiều lắm, nó đi qua Thái Lan xong nó về đây để xác định nó đi lấy chồng, thật sự nó là nam mà sao không biết, cái đó nó không biết có chích hormone rồi sao á, thì nó tạo hình nó cắt hết cái bộ phận bên ngoài luôn mà nó là nam, tại vì siêu âm đâu có thấy tử cung hoàng phụ, trả lời nó là nữ được, rất là đẹp, mấy thằng nó chuyển giới vậy. Bây giờ nó chưa ghép được cuối tổng nó không ghép được. Tôi câu luôn ghép là gì, chỉ là xác định đó là không thấy tử cung hoàng phụ rồi xong, bây giờ muốn nam nữ gì tùy nó. Cái chuyện bây giờ gặp rất là nhiều mấy anh chị về, mấy anh chị trả lời ví dụ mình thấy gì mình nói, chứ mình không có xác định được giới tính của người ta, xác định giới tính là phải chưng cầu đó là nhiễm chất thể, mình trả lời chắc chắn. Nhiều trường hợp thì siêu âm mình thấy cái gì mình nói cái đó. Còn viêm tiền liệt tuyến các bạn chị, trường hợp đó là tiền liệt tuyến rất là to, eco nó kém hơn bình thường, thì đặc biệt là cái nếu mà ở người trẻ mà mấy anh chị thấy khoảng hai mấy tuổi dưới 30 mà tiền liệt tuyến to thì mình nghĩ nhiều tới viêm cấp, nghĩ nhiều thôi nha, chứ nó vẫn có là ca tiền liệt tuyến.
À, còn riêng là viêm mãn thì cái siêu âm nó có hình ảnh của viêm mãn của tình tiết. Còn viêm cấp nếu mà nó nặng thì mấy anh chị có thể thấy gì? Có những cái ổ eco hỗn hợp trong tình tiết. À, nó rất là to, cái thể tích nó lên 600 rồi. Mít lít đó, viêm tình tiết. Còn ở đây tôi gặp được một trường hợp là thằng em bé này cũng khoảng 24, 25 tuổi. Vô tôi làm siêu âm luôn, cái tiền cực tuyến nó to là thể tích nó 600 mấy. Là mấy chị biết to hơn cái bàng quang của nó tiểu nữa mà. Thì mới nhập lên đầu năm. Thì thường thường cái tuổi đó là nghĩ tới là viêm cấp thôi. Đánh kháng sinh, đánh này kia, cái một tuần lễ nó cũng không giảm. Thì lên làm siêu âm qua ngay trực tràng để là bấm sinh thiết giảm bệnh, bấm gà cà thì cực tuyến. Còn có mấy tháng chết. Còn mấy ông già 60-70 tuổi ca liên tiếng sống có mười mấy hai năm mới chết đâu. Bây giờ còn mấy trẻ mà lọt vô chết lẹ lắm. Nên tôi nói với chị là viêm là viêm nha. Nhưng vẫn có tỷ lệ trẻ bị ca liên tiếng. Ca liên tiếng bây giờ đó là thật sự nó là không phải là nan y nữa. Ca liên tiếng thì người ta điều trị giờ rất là tốt. Mới ngày qua cái hội nghị đây nè, về ca liên tiếng đang mua thích. Nói bây giờ thì nếu mà phát hiện sớm thì điều trị rất là tốt. Trừ trường hợp là nó di căn, nó xâm lấn tùm lum. Nếu mới phát hiện đó thì điều trị rất là tốt. Thì nang từ tuyến ha, nuốt cho quá từ tuyến, nang từ tuyến thì là vẫn là eco chống gì. Eco chống trong từ tiền tuyến thôi, eco chống. Rồi xong từ tuyến. Bằng quan hết rồi, nó như thế thôi. Nó đâu có gắt gói như phụ nữ là tử cung hoàng phụ rồi có cà thai đó cũng không đâu. Cô làm siêu âm mình thấy cái gì đâu. Mời tập lại. Siêu âm vú đó là silicon rồi nhé. Có tùy theo hình ảnh. Nó thường á là nó eco dày cũng eco dày. Mà eco kém cũng phải eco kém mà mấy chị thấy nó gì. Nó giống như là cái mô mỡ dưới da vậy. Nó dính từng ra khoảng nó liên tục. Mấy chị chưa thấy mấy cái ca mà mấy ngực mà bơm silicon nó chảy ra tới bụng luôn, tới ngực luôn đâu. Thế là ám ảnh luôn. Bơm silicon thì nằm ở cái lớp mô hay là lớp dưới da không? Đâu. Mấy chị nếu mà siêu âm ngực mà phát hiện á, bây giờ ít cái ai bơm silicon, bây giờ là túi nước. Cái mà ta bơm silicon nó chị sẽ thấy lớp da, lớp mỡ dưới da. Xong rồi tới nó đó, bắt đầu tới lớp tuyến vú. Ống tiếng vú xong tới lúc còn bơm lớp nước vậy đó, ta đợi túi nước vô mới chỉ thấy một lớp eco chống. Thì mình sẽ đo, ví dụ phát hiện gì mình đo hai bên, mà thường thường hai bên nó không cân bằng, bên nhiều bên ít thôi. Tại ngực cũng đâu có ai là ngực hai bên đều nhau đâu. Cái bơm silicon như vậy mà đa số mấy người mình thấy thì cái thường thì cái mô mỡ dưới da nó eco nó hơi dày dày hơn, còn kia nó hơi kém hơn tí cái thằng silicon đó. Nếu họ đặt thế thì mấy anh chị chỉ biết nói là họ tiết xương với bình thường thôi. Đâu thì cái thấy nó to lên, còn cái ống tuyến vú nó vẫn bình thường. Ống cái bài mấy anh chị chú ý thì siêu âm vú á thì là người trẻ thì cái mô tuyến vú nó nhiều nè, mà mô mỡ ít, còn ngược lại càng cái tuổi càng lớn á thì nó ngược lại dị thấp. Rồi còn hỏi gì nữa không? Cái bài mà về nếu mà phụ nữ làm tử cung phần phụ sản là mấy buổi không? Đó. Nam thì cái này. Nam thì đúng ra cái này tiền tuyến xong, còn cái biều thiền lửng nó dạy rồi, phải không? Biều thôi chứ không có tí kia. Rồi bây giờ thêm cái nữa là siêu âm màng phổi ha, để nói luôn. Thì siêu âm màng phổi thì mấy chị đó là chủ yếu là để mình phát hiện sớm, nó rất có giá trị trong cấp cứu. Tư thế bệnh nhân thì không cần, chuẩn bị cũng không cần luôn, là cơ động. Mấy chị nhớ nha, thì có thể là bệnh nhân nếu bị tai nạn hay nằm cố định thì mình vẫn là siêu âm phát hiện được trạng màng phổi. Còn khi mà nếu mà bệnh nhân còn ngồi được thì mình làm tốt hơn là gì? Để chọc giò, rút dịch.
nằm vẫn được mà nhưng nó không tốt mà ngồi. Rồi siêu âm nó tốt nữa cái là gì? Hướng dẫn để gì? Sinh lý u phổi đó. Hồi xưa thì là siêu âm màng phổi thì nó kỵ nhất là gì? Tràng khí màng phổi. Tràng khí màng phổi thì sẽ không thấy được gì hết. Bây giờ tràng khí màng phổi là siêu âm vẫn thấy được, nghe siêu âm vẫn thấy được, riêng tràng khí dưới da là thua. Nhiều trường hợp tràng khí dưới da cũng chỉ biết là không quan sát được cái gì tạng trong cơ thể, tràng khí dưới da thua. Còn tràng khí màng phổi là siêu âm quan sát được nha, nhưng mà không được. Thì tôi nói rồi, tư thế thì không cần nằm. Nếu mà chỉ khó một cái là gì, mấy anh chị đánh giá lượng dịch nhiều, ít, trung bình, giống như dịch ở bụng là khó. Mà ở đây thì bây giờ mình đánh giá gì đi cho nó dễ, mình quy ước để sau này không ai nói mình được. Mấy anh chị cắt một mặt, cắt theo một khoảng khoang sườn mà thấy được dịch, mà cắt kế tiếp tới khoảng cái khoang sườn kế tiếp mà không thấy nữa thì gọi là dịch lượng ít, được chưa? Mà nếu khoang sườn thứ hai đó, mà cắt thứ hai nữa mà thấy là trung bình, còn để vô mà thấy từ trên dưới hết thì nhiều thì thôi. Còn đánh giá lượng dịch bên dưới rất là thua nghe. Còn bề dày lớp dịch thì bên chị đo thì được. Riêng bề dày lớp dịch thì nếu mà dưới 10 mm thì mấy anh chị không được hướng dẫn chọc giò. Cái là tôi nói trước à, chọc giò là rất là nguy hiểm. Dưới 10 mm, bề dày lớp dịch mà dưới 10 mm thì mình chỉ nói thôi, chứ lúc đó mình đừng có đánh dấu hướng dẫn. Chọc ra là xiên phổi thôi. Trên 10 á, trên 10 là bàn tay vàng lắm đó nghe, thí dụ cả 12, 13. Chứ đừng có nói trên 10 mà 11 anh chị cũng hướng dẫn nha. Tôi nói trên 10 thì tốt nhất là cả 15 đi. Nói gì thôi là dù gì hết. Còn dịch đó, tràn dịch thì nó có thể gì? Dịch khu trú. Anh chị hiểu không? Tràn dịch mà khỏi khu trú. Có thể là tư thế nằm anh chị không thấy. Thấy một lượng ít thôi. Ví dụ cho người ta ngồi là nó chỉ cắt lên, nó khu trú. Ví dụ dùng trên cao hoặc gì đó thôi. Thì dịch thì cũng có nhiều loại, dịch trong, dịch tạo khoang, tạo dách. Nó cũng đủ giống như dịch ở bụng vậy đó, dịch lợn cợn nữa đó. Còn cái sau này đó, thì bây giờ đó nó có một phần để nghiên cứu trong siêu âm để chẩn đoán về bệnh lý của phổi. Nó không dùng từ là siêu âm phổi. Thì cái bài đó chắc có lẽ tôi sẽ gửi qua mạng cho mấy chị. Tôi đang viết cái bài đó mà đang chưa được duyệt. Nhìn chung đó là kể cả của bên trường y bệnh tôi cũng dạy bệnh. Thì cái bài đó là bộ môn phân công tôi. Rồi đó tôi hướng dẫn cho một cái chị nào làm cái đề tài nữa cũng siêu âm phổi, trong đánh giá viêm phổi. Tại siêu âm vẫn đánh giá viêm phổi được các anh chị đó. Thì bữa nào tôi gửi cho anh chị nó thêm. Còn ở đây mục đích mình đi học đây là gì? Để về làm cấp cứu, phát hiện được dịch ở bụng, dịch màng phổi để hướng dẫn chọc giò. Nghiên thằng nước ngoài nó rất là hay, trong hồi sức cấp cứu, trong ngày sử dụng phát hiện được, hướng dẫn rút dịch ra để cứu bệnh nhân. Còn chẩn đoán nó là bệnh gì? Người khác. Để cứu bệnh nhân thôi. Phát hiện được chặt dịch bằng ngoài tim, hướng dẫn dưới siêu âm chọc giò dịch bằng tim ra thôi. Còn mày bệnh gì kệ mày, nó là để cứu bệnh nhân. Rồi đó là tiêu chuẩn mới đi làm xét nghiệm ra dịch gì, dịch đó là gì để là tính sao. Còn siêu âm sau này đó là mấy anh chị biết tại sao mà nó dựa vào để chẩn đoán được cái bệnh lý về phổi không? Nó dựa lại vào cái gì? Cái tia, cái sóng siêu âm nó đi. Thì ở bên đó, nó may mắn cái là bên phải là gan, trái là lách. Thì cái sóng nó đi vô, tại vì phổi là khí mà, thì siêu âm thì nghị khí.
nhưng nó không có kỵ với thằng gan như lắm. Cái độ phản hồi nó vô cái trong thằng gan nó trở ngược lại. Thì thằng phổi nếu có bệnh lý, cái hình ảnh đó, mình dựa vào cái đó để chẩn đoán bệnh, là dựa lại vào gì? Là sống. Để chẩn đoán thì sẽ có một cái, bữa nào gà tôi sẽ thưa các bạn để chị đọc thêm. Mấy chị về lên Google gõ nhìn thấy nhé. Cái đó thì mình lúc đó là sẽ chơi sống gì? Nói này nói ra nó dài quá, tới lý về phổi luôn rồi. Thì nó dựa vào đó, cái nguyên lý là gì thôi anh chị, cái nguyên lý là gì, nó dựa vào. Với một cái nữa là nó dựa vào gì? Từng cái khoảng gian sườn của mình nè. Khi mấy anh chị cắt cái đầu giò vuông góc với xương sườn thì nó sẽ gì? Cái những cái xương sườn đó là nó làm cái móc. Là xương thì sẽ thấy eco dày lên đó, những cái giữa hai, giữa cái hai cô eco dày là hai cái phản gian sườn nè, thì giữa đó là phổi. Thì nó xuyên vô nữa, xuyên qua phổi đó là vô tới gan bên phải, còn bên trái là lách. Thì nó dựa vào cái hình ảnh cản lại, nó phản lại đó, thì là nó sẽ tổn về bệnh lý phổi. Ví dụ viêm phổi, rồi chứng đông đặc phổi. Mà làm cái đó thì siêu âm làm cái đó rất là lâu, mấy anh chị đánh giá phải ngày này qua kia. Trong đó đó, ít quan chụp cái nó phát hiện xong. Ít quan thứ nhị ký. Thì tại vì siêu âm vẫn phát hiện được, nó làm tới đó thôi ha. Những nên sau này những cái cấp cứu á, cái thằng nước ngoài nó hay lắm, thằng kia nó nói siêu âm trong cấp cứu để giúp cái gì, phát hiện dịch, thuốc dịch. Còn mấy kia đem máy lên chụp cái da rồi cần chi, siêu âm này phải làm tới vài ba lần mới đánh giá xong cái chẩn đoán bệnh. Nhiều, nhiều lúc bệnh nhân tự chết luôn, tốn chiếc lưỡi qua. Còn tôi nói là siêu âm vẫn là chẩn đoán được nha. Đó là sáng này đó. Thì mấy chị đó, người ta nói tại sao là kỵ khí làm được, thì mấy anh chị nói là nguyên lý là cái sống, nãy giờ tôi giải thích đấy. Nó dựa vào cái đó, người nó tính cái bước sống. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Có thể thắc mắc mấy bài học trước gì đi, cần thiết gì mấy chị hỏi. Rồi xong về bắt đầu từ từ tập cắt ha. Cắt xong là tới tuần thứ 8 là tập làm đỉnh án đi. Ví dụ là bây giờ xuống cắt được không? Giờ này thôi xuống mà nói cái mở máy ra hồi nó cự nữa. Làm đầu buổi sáng bây giờ mở ra xong cái ba máy dọn máy nữa. Tuần sau đi tôi ở vòng vòng trung bốn nè, không cần thiết mở máy ra cho coi. Tuần sau tôi qua đi kiểm tra trung bốn nè, tình hình anh em làm anh em sao. Tôi không còn Minh Sinh Ba. Hôm nay tôi dạo dạo trung bốn nè, tại thành lập khoa vú được nè, tùm lum để ổn định được nè. Thì mấy anh chị nào cứ cắt cái này cắt, còn mấy anh chị nào rảnh thì sẽ xuống cái máy dưới này thì nó đẹp hơn. Cái máy dưới mà tầng 1 cái dưới. Mấy anh chị không giờ có cắt rồi, mà có số mấy anh chị cắt rồi phải không ở đây nè. Máy đó có cắt rồi. Tuần sau thì mấy anh chị nào đi nhóm bác sĩ Hưng thì đừng có kiếm nha, bác sĩ Hưng xin nghỉ một tuần để đi thi. Thứ năm, hai ngày cuối tuần là toàn nụ nhung đi hội nghị ngoài Hà Nội. Đi hết luôn ra rồi bác sĩ Hằng bên tim mạch, bên trên tim, quang rồi kia, nhãn diễn chữ là như tuần sau là bọn mình tôi ở nhà. Thì có hội nghị cho nó ngảnh thôi, thì anh em luôn khuyên nhau đi. Đúng ra thì cái sức của nhung ấy, với nụ đó là cái sức đó là của tôi với ông Quang. Mà ông Quang đi học còn tôi đâu có đi được, ở nhà có nhà mới để cho nhung với nụ đi. Hai người cho đi biết Hà Nội, ngoài nó đâu có gì đâu. Chủ yếu là đi ra để coi kỹ thuật gì mới thôi chứ. Mùa này ra ngoài cắt mưa nó ngập. Đâu hồi từ xưa giờ hội nghị tôi ít vậy chứ. Tới hội nghị tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, cái hội nghị chẩn đoán hình ảnh rồi nè. Dứt xong cái cũng tên tủ của mình rồi đã đời xong cũng đâu đi được. Nhìn chung đi thì mình về đọc tài liệu thôi.
mấy anh chị chú ý đi, mình cán cố gắng bình án thì làm đi, riêng cái anh chị nào mà đi với tôi nha, đi mấy người khác thì khác đi với tôi, mấy anh chị làm á, mấy anh chị gõ cho em mà trên máy sẵn đi, không có in ra gì hết, rồi tôi sẽ sửa luôn trên máy vi tính ha, đem lên tôi sửa xong, rồi mà sửa xong rồi cái hình nào chỉnh đúng cái đó rồi mấy anh chị in ra, còn mấy anh chị đi với mấy bác sĩ khác thì tùy, mấy anh chị sửa xong rồi tôi thấy về in lại tốn kém quá, cái đó là tùy mỗi bác sĩ hướng dẫn. Còn tôi in ra, tôi sửa trên máy xong rồi mấy chị ok, từ lỗi đến tả rồi mấy chị xong ha. Còn mấy chị đi mấy bác sĩ khác thì tùy ha, riêng đi với tôi là ông. Em với một cái bạn tuần cuối mới đi. Đâu với người đó. Hắn cuối cùng cái đó là cái bác sĩ đó là bữa đó tới ngày thi là bị gì á. Bận gì vậy? Phải bận bị đụng xe hay bị gì đó. Bị bận đó đúng rồi, ngay cái ngày thi. Rồi xin đi lại, mà xin đi lại cũng cái tháng cuối cùng chứ không phải đi lại từ đầu. Đó. Còn mấy bạn khác thì mấy anh chị gặp bác sĩ đi hướng dẫn của mình thì cách làm bình án á, thì cách sửa rồi đó thì mỗi người có thể là mỗi người cách khác nhau. Riêng tôi thì mấy anh chị nào đi đó thì là gì đó sửa cho nó lẹ chứ khỏi mất công. In ra rồi cái sửa lại có một hai chữ phải in lại nó khó khăn lắm. Sửa trên máy xong thì mấy chị đi ra đi. Ở đây ai đi với bác sĩ Phấn? Mấy người? Ba bạn. Biết hay tin gì không? Sáng thì bác sĩ Phấn đi làm, nó vừa bước chân ra cửa, nó quất cái quá trời. Giật luôn túi đồ, mà tay tay chân thì mất luôn điện thoại, chứng minh nhân dân gì hết sạch luôn. Ngay cửa nhà luôn, mở cửa nhà ra đi làm sáng sớm rồi. Cái gì? Cái gì? Thủ Đức. Cái này nó canh sẵn rồi, bác sĩ Phấn. Bác sĩ Phấn vừa đi ra là thấy nó chạy xa, là bác sĩ Phấn né rồi, nó chạy lại. Mà nó có một xe tải không, ôm xe tải lại. Giật rồi bác sĩ Phấn níu lại, nó té, nó vẫn giật luôn. Bác sĩ Phấn cũng té bị tay chân. Không gì mà giấy tờ đang làm hộ chiếu chứ nhân dân đã đi nước ngoài nè, đi Pháp nè, kia này đi Pháp luôn rồi. Không biết làm lại được hay không. Giấy tờ mất hết luôn. Nên mấy chị và cũng chú ý đi, đừng có giống như bác sĩ Phấn đi mặc đồ quẩy túi đồ xịn quá, nó để ý. Nó để ý lâu rồi đó, nhà đi làm từ sáng nào cũng đi làm, mấy giờ cạnh giật. Trong khoa này hồi xưa cũng có một bạn nó cứ bị giật liên tục luôn á, sau này không dám quẩy túi đẹp gì nữa, coi như nó giật luôn á, không giật nghe giật nó ra thì thấy nữ nữa mà cứ xách túi rồi tính đâu là có đồ đạc gì nhiều lắm. Nên cái vụ mà thí dụ nhờ bác sĩ Phấn nó còn đang đi bộ đứng nó nghe đỡ nha, thí dụ mà ngồi mà sang gắn máy hay gì đó rất là nguy hiểm luôn đấy. Cái đó mình nhiều khi đó mình phải, mấy anh chị đi học ở đây cũng vậy nè, cái nào quan trọng gì đó là hạn chế sách đi rất là nguy hiểm. Bác sĩ Phấn đi xe hơi chứ đâu. Nó bác sĩ Phấn trong hang là lái xe đi. Quách lắm chứ bây giờ đâu. Lúc mà mới mua xe về là ngày nào